Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Anti Channel. Và anh em ơi, tem đã lên tới rừng sấu rồi các bạn ơi. Quá ghê gớm luôn. Và các bạn ơi, anh em nào đang muốn Anti review những bé rồng nào thì đừng quên để lại bình luận cho Anti biết nha, để mình review những cái bé thật là đặc biệt cho các bạn xem luôn. Và mình thì có nhận mở những cái gói VIP trong game nha. Anh em nào đang cần mở những cái gói trong game thì cứ việc liên hệ với mình ha. Và mình mở thì cái giá trong game kèm thêm một ít phí nữa nha mọi người. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ đến với là vẫn còn đang hai cái sự kiện khá là hot nha. Một là Maze Island và hai là Plus Island. Không biết các bạn quay sự kiện được đến đâu rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ bắt tay vào luôn nha. Nhiệm vụ lần này của anh em mình sẽ là chiến đấu trong khu vực list và 3 trận win nha. Tập trước thì đã review cho các bạn xem về cái thành viên rất là hot này rồi, thuộc dòng đó chính là Heroic. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái thành viên khác nha mọi người. Lần này thì đổi sang dòng Legend đi ha. Dòng Legend của chúng ta thì có những cái thành viên nào đặc biệt nè. Ở đây thì có khá là nhiều bé luôn. Mình thì mình kết được một cái con, ui chà, bé này nha mọi người, với khả năng hồi sinh cực đỉnh luôn á. Em này thì đang cầm trong tay hai ngôi sao vàng lấp lánh và level là 50 nha. Level 50 thì cũng là maximum của hai sao rồi các bạn à. Đổi tên nhẹ cho cái bé yêu này một cái luôn nha. Mình quất là cái tên HNT Channel đi, để người ta đi vào, đi qua đi lại có gõ trúng mình thì còn biết hen. Bây giờ 68 thức ăn trên 1 phút nha mọi người. Và nhân vật này của anh em mình nó sẽ có là 4 chiêu. Đầu tiên sẽ là Swer hay gọi là chiến tranh. Thứ hai sẽ là tiệt chiêu mặt trăng. Thứ ba là Bu hay còn gọi là chiêu thường chủng. Chiêu cuối cùng của anh em mình sẽ là tiệt chiêu điện nha. Giới thiệu sơ với các bạn, tay cầm một thanh đao chào bá lửa, tay còn lại cầm khiên nha. Sở hữu sức mạnh khá là đặc biệt với khả năng hồi sinh đồng đội nha. Chơi như vậy thì ai chơi lại chứ hả? Hỡi chân bị ngụm thì chúng ta sẽ trở lại và ăn hại hơn xưa ha. Chỗ này thì chúng ta sẽ đi cưa nhẹ tên bạn đây. Wow, với khả năng đánh lan khá là tuyệt vời luôn. Chỗ này thì chúng ta sẽ đến với Heroic Kamas. Đây rồi, kích hoạt mễ nhiễm sát thơ. Lần này thì chúng ta sẽ chơi trò bơm máu đi, chứ mới vô chưa gì hết trơn mà máu tem mình nó tụt như phim rồi. Wow, lại một lần nữa. Hồi ôi, con này căng nhờ. Rồi, anh em mình ép nhẹ cái lượng máu của tem bạn. Bây giờ lượng máu của mình đã tụt ở một cái mức khá là thấp rồi các bạn à. Nhân vật anh đại của chúng ta xử lý thành công một thành viên và bây giờ mình cũng lên bảng đếm số. Nhưng mà khi mà mình lên thì mình lại búp một cái lượng máu rất lớn cho các thành viên bên trong nha. Ôi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi khèo nhẹ nè. Wow, mình sẽ thử chuyển cái lượng đam còn lại cho cái thành viên nằm bên trong. Ở đây thì mình chuyển lên tới 199.000, xóa sổ luôn cái bé bên trong nha mọi người. Thành viên bên trong thì nó chưa kịp ra làm gì hết là bị ngẫm rồi. Victory. Chỗ này thì sao đây? Wow, căng nhà. Lượng sát thương anh em mình đang được ta gấp đôi. Ôi, vô tình xóa sổ thêm một bạn nữa rồi. Phải thế. Bây giờ thì với cái thanh đao, ủa là một thanh rìu các bạn ơi, nó cầm cái này như cây búa vậy đó, chứ không phải là cây đao đâu hen. Cứ nhẹ tên bạn nè. Wow, vẫn còn luôn. Lợi hại thế nhờ. Và các bạn ơi, HNT thì có những cái nick Dragon City để bán cho mọi người nha. Anh em nào đang cần những cái nick để chơi game có thể liên hệ trực tiếp với mình luôn hen. Wow, ở đây thì chúng ta sẽ đến với khu vực Arena. À, khu này thì chúng ta sẽ đến với những cái đội hình khá là ghê gớm nha. Mình hiện tại đang nằm ở Master 2 rồi và ui, còn tới 10 ngày nữa. Ráng lên Master 3 chiến luôn cho nó máu lửa nha mọi người. Chỗ này thì lượng sát thương anh em mình đang được tăng với dòng Macaron. Wow, ổng áp ghê chưa? Lậm nhẹ một thành viên của tem bạn nha. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với một cái thành viên nữa, cũng thuộc dòng đó chính là Heroic luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ đến với thành viên. À, con này giống như là ở đảo Hawaii ha mọi người. Ui cha, nó có cát nè, nó có nước nè, thêm một cái cây ây cha, một cây dù nhẹ ha. Còn gắn thêm được mấy cái cây dừa nữa. Mang mắt kiến nhìn cực ngầu luôn. Wow, Cassia. Rồi, thứ nhẹ với tuyệt chiêu đó chính là nước. Ủa, tuyệt chiêu này là tuyệt chiêu đất chứ hả? Nước đây nè, 60% đang được tăng thêm luôn. Victory. Rồi, vậy là anh em mình đã qua được thêm một cửa nữa ha. Chỗ này thì ấy, bé heo đã gọi là full rồi đây các bạn ơi. Quá tuyệt vời ha. Tiếp tục vô thể hiện kỹ năng luôn nè. Ở đây thì anh em mình thay đổi một chút xíu nha.
Let's go. Nghe nhẹ thử một cái nha mọi người. Sát thương đang được tăng gấp đôi. Wow, 227 canh. Bây giờ thì anh em mình tranh thủ lụm thêm bạn luôn nha. Thôi xin trở lại thêm một lần nữa. Và lần này thì anh em mình sẽ đến với cái bát găng Guru. Thuộc dòng đó chính là Heroic. Ôi, Titan luôn các bạn ơi. Bé Titan này thì là thuộc dòng Titan hệ nước nha. Dòng Titan thì nó sẽ có luôn có một cái bộ giáp gọi là bộ giáp Titan các bạn ơi. Chịu đựng được lượng sát thương khổng lồ luôn đấy. Rồi khử nhẹ được một em. Nhân vật chùm cuối của tem bạn. Lấy máu tăng đam và bơm máu cho tem. Nhưng mà con này nghịch thiên cái đó là nó ra sau các bạn à. Phải chi nó ra trước á thì nó còn bơm máu được cho tem. Chứ nó ra sau kiểu này á thì thôi rồi rồi. Nghĩa nhẹ thử đội hình coi. Lần này thì anh em mình đến với cái tem như thế nào đây. 60. Wow, căng nhỏ. Lần này thì sát thương nhường ai. Ôi, găng guru của mình cũng không phải dạng vừa ha. Nhưng mà mình đang bị đam các bạn ơi. Mình đang bị người ta sát thương nhân 2 là lượng đam gây ra rất là lớn. Wow, tầm này thì kéo nhẹ. Ây chà chà, hút ít máu quá, không đủ máu để xài luôn ấy. Rồi, lượng sát thương đặc biệt của chúng ta dành cho tên bạn 236 kênh. Ôi, con này nhìn ngầu quá cơ. Hai tay là hai cái đầu ha mọi người. Ôi mình sợ bạn quá cơ. Đây, ôi ôi với khả năng đánh lan luôn. Rồi victory các bạn à. Sương sương thì ba hiệp đã hoàn thành nha. Chỗ này anh em mình trải nhiệm vụ tiếp đây. Thu hoạch thức ăn các bạn ơi. 1, 2, 3, 4. 4 lần luôn mới đủ ha. Rồi khu vực list anh em mình cần phải win thêm nữa đây. 4 trận thì phải nhưng mà ở đây anh em mình còn được có một trận thôi. Thôi kệ lụm đỡ vậy hen. Đây rồi giao lưu văn hóa nhẹ với tuyệt chiêu đặc biệt nha mọi người. Ôi anh em mình khử một con rồi còn hai thành viên ha. Tầm này thì mình sẽ đến với cái chiếc rìu siêu to khổng lồ. Wow, chắc có lẽ là bạn này đủ sức để có thể cân được 3 thành viên tem bạn rồi. Ở 2 thành viên chứ hả? Ui, hồi máu các bạn ơi. Một cái pha gọi là hồi máu cực kỳ đẳng cấp luôn. Victory. Rồi, sương sương hen. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với cái khu vực đó chính là Arena. Tiếp chiêu nhẹ với mấy bé yêu này luôn. Giống Macaron. À đây Macaron thì các bạn biết rồi đó. Với khả năng gọi là búp máu cực kỳ đẳng cấp luôn ha. Hút máu thì thôi rồi rồi. Wow 270 ngàn. Ơ tay bạn tới 2 con lận hả. Càng thế nhờ. Ui hết sảy luôn các bạn ơi. Và sắp tới cuộc đua Heroic rồi. Anh em chuẩn bị tinh thần đua Heroic nha. Wow, sau một hồi đổi tem thì cuối cùng anh em mình gặp được một cái tem cũng khá là ổn áp nha mọi người. Thành viên này thuộc dòng là Snapper. Ui chà, thêm một lượt đánh nữa luôn. Quá là tuyệt vời rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với đó là Macaron đi các bạn à. Mình thì hơi bị kết cái bé Macaron nha. Khả năng hút máu thì rất là tuyệt vời. Kèm thêm khả năng gọi là sốc đam cực mạnh nữa. Wow, anh em mình sương sương thì cũng gần bế được tem bạn rồi ha. Bây giờ thì đến với thành viên cuối cùng. Lượng đam cực gắt 273.000 các bạn à. Victory. Rồi, ở đây thì anh em mình lụm nhẹ thêm một chiếc rương nữa ha. Rương này là Orbit của dòng Legion. Wow, được 50 mảnh của dòng Legion luôn các bạn ơi. Hơi bị ngon ha. Rồi anh em trong team cố gắng chiến đấu trong khu vực Arena nha mọi người. Anh em mình đang cần một cái số điểm khá lớn nha. Để có thể bế được rương 5 và rương 6 về đấy. Chỗ này thì anh em mình bật luôn cái sát thương nhân 2 tăng 60%. Wow,
hút máu một phát thôi là đã full cây rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái nhân vật đặc biệt luôn. Hai thành viên đã bị hạ, bây giờ anh em mình sẽ đến với cái nhân vật cuối cùng nha. Wow, lùa với tốc độ bàn thờ luôn ha. Victory. Sương sương thì anh em mình gỡ được tập khoảng 6 trận trong khu vực này. Ổn áp nha mọi người. Bây giờ thì nghĩ nhẹ cái sự kiện Plus Island thì anh em mình cũng đã hoàn thành rồi. Ở khu vực này cần win 3 trận nữa trong cái khu vực list nha. Mình đã win được tới 4 trận mà anh em mình win được 1 trận rồi. Một ngôi sao vàng 5 cánh. À, chỗ này thì chúng ta lượm nhẹ. Đây, mở được một cái chiếc rương nè. Event này còn tầm khoảng 2 ngày 10 tiếng nữa là hết nha. Cho nên anh em cũng cố gắng rồi là tranh thủ nha mọi người. Và cái dòng legend mới này, à, không biết có cái gì đặc biệt và thú vị đây. Chắc có lẽ anh em mình sẽ cố gắng bế về để review cho cả nhà xem nha. Rồi, anh em mình lên được tới level 2 rồi đây các bạn. Chỗ này thì chúng ta đang cần đó là trái banana, gọi là trái chuối ha, với là trái cà. Wow, thêm được một ngôi sao 5 cánh nữa đây. Rồi, bây giờ thì chú ý đi và ép thêm vài trái cà nữa. Wow. Ôi, ở đây thì anh em mình có thể gom tất cả. Ha, trên đây có cái gì là anh em mình lượm hết nha. Rồi, hai ngôi sao khi mà nó chạm vào nhau thì tất cả những món trên bản đồ thì anh em mình sẽ bế được về hết luôn nha mọi người. Rất là ngon. Rồi, chỗ này anh em mình bật được thêm một chiếc rương nữa đây. Wow, rương này hên ra được đồ xịn giống như là Titan đồ. Nhưng mà anh em mình mở thì nó chả ra cái gì hết trơn ha. Đáng ghét dễ sợ. Rồi và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.